Chúng con xin kính chào và kính thưa quý công đoàn. Chúng con hôm nay rất hân hạnh được thông báo đến quý ông bà và anh chị em một tin vui về COVID-19. Đó là chiếu theo văn thư mới của chính phủ tiểu bang ban hành hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 4 vừa qua, cũng như của văn phòng tòa giám mục mà cha quản nhiệm và chúng con cũng nhận được cùng ngày, về việc giới hạn số người trong những nơi thờ phượng trước đây nay được bãi bỏ và bắt đầu áp dụng từ thứ Bảy hôm qua mùng 10 tháng 4. Nên trong trung tâm này, chúng ta có thể ngồi sát với nhau theo từng ghế và không phải giữ khoảng cách xã hội như trước đây. Qua đó, việc dâng của lễ và xin tiền bằng giỏ trong các thánh lễ tại trung tâm của chúng ta được áp dụng trở lại như thông lệ trước đây. Tuy nhiên, việc chúc bình an vẫn xin cúi đầu, chúng ta không bắt tay nhau. Việc đăng ký tên và rửa tay thường xuyên với nước khử trùng sanitizer vẫn được áp dụng cho tới khi chúng con có thông báo mới. Dĩ nhiên, ngày và giờ các thánh lễ trong tuần cũng như cuối tuần không thay đổi. Chúng con xin cảm ơn và nếu ai có thắc mắc gì thêm, xin vui lòng liên lạc với chúng con. Chào quý ông bà và anh chị em. Chúng ta dâng thánh lễ của Chủ nhật thứ Hai Phục sinh và cầu cho các ý Raphael Tạ Xuân Thành, Giuse Vũ Văn Reo, Anton Nguyễn Văn Hưng, linh hồn các ân nhân của gia đình Giuse Nguyễn Văn Mẫn, Francisco Xavier và Maria lễ dỗ, Maria Trần Thị Rự lễ dỗ, linh hồn Doan Kim lễ dỗ, Marta Võ Thị Phụng, Phêrô Hoàng Ngọc Điệp, Bartolomeo Nguyễn Văn Sô, Domenico Bùi Hiếu Liêm, linh hồn Giuse và Phaolô lễ dỗ, Giuse Phạm Văn Quảng, Anna Phạm Thị Quán lễ dỗ, Maria Nguyễn Thị Nhàn tức là bà Tin dỗ đúng một năm, hai gia đình Dũng Sâm và Lan Phước xin linh hồn Maria Nguyễn Thị Khương dỗ 23 năm, linh hồn cụ Domenico mới qua đời ở Sydney và linh hồn của linh mục dòng Francisco Phêrô Tự Nguyễn Tín mới qua đời ở Việt Nam. Phêrô Đỗ Văn Mắp lễ dỗ hai linh hồn Phêrô Giuse và Anna, linh hồn Phêrô William Bùi Đạt Vinh mới qua đời bên Mỹ,
và bà Đinh Thị Mai dâng thánh lễ tạ ơn Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Cứ mỗi lần Chủ nhật thứ hai phục sinh là chúng ta lại nhắc lại chuyện của ông Thánh Thomas. Trong khi đó chúng ta cũng là những người gọi là Thomas, còn hơn cả Thomas nữa. Xin Chúa tha cho những lần chúng con nghi ngờ tình thương của Chúa. Chúng con trách móc Chúa khi không ban ơn liền cho chúng con. Chúng con còn tệ hơn ông Thomas nhiều lần. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Cùng dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và đã cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển thị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách Tông đồ Công vụ. Lúc bấy giờ, tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí, chẳng ai kể của gì mình có là của riêng. Xong để mọi sự làm của chung, các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta sống lại, hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu không có ai phải túng thiếu, vì những người có ruộng nương, nhà cửa đều bán đi, và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ, và người ta phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu của họ. Đó là lời Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến,
Ai tin rằng Đức Kitô, Đức Giêsu là Đấng Kitô, thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này, chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn người. Vì chưng lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn người, và giới răn của người không nặng nề. Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có thánh thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Chúa phán Thôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà nơi các môn đệ tập họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn của người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại bảo các ông rằng: "Bình an cho anh em, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em đi." Nói thế rồi, người thổi hơi và bảo các ông: "Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm tội của ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bây giờ trong nhóm 12 tông đồ có ông Tôma, còn gọi là Didimo, không cùng ở với các ông khác khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông bảo với các ông kia: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không chọc bàn tay vào cạnh sườn người, tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có cả Tôma. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông mà phán: "Bình an cho anh em." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy đến, xỏ ngón tay vào đây, hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay anh ra xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, hãy tin." Tôma liền thưa: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì anh đã xem thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi trong cuốn sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa, và để cho anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thật ra thì cái bản dịch của mình khi ông Tôma tuyên xưng đó, mình dùng tới 2 chữ Chúa trong đó. Cái tiếng Do Thái, tôi có nói trong lúc tĩnh tâm hay là trong một bài giảng, Adonai, Elohim, 2 chữ khác nhau. Chữ đầu, The Lord, thì có nghĩa là ông chủ, cũng có nghĩa là sư phụ. Bởi vì tiếng Việt mình,
Khi đọc qua tiếng Anh chữ Lord có nhiều nghĩa. The landlord là chủ đất, chứ chưa chắc là Thiên Chúa. Còn cái chữ sau, Elohim, là chữ God, lúc đó mới là Chúa. Thì có lẽ mình dịch gần với người Việt hơn thì nên dịch lại Thầy. Thầy là Sư Phụ và là Thiên Chúa của tôi. Có lẽ nó đúng hơn. Có lẽ thôi, tôi không dám chắc nha, bởi vì bản dịch đã dùng được bao nhiêu năm nay rồi. Sáng nay tôi mở email thì tôi nhận được lời nhắn của Đức Thánh Cha Francisco nhắn toàn thế giới ngày hôm qua. Có người dịch rất rõ như sau: Chúa không muốn chúng ta cứ suy nghĩ mãi về những thất bại của mình. Ngài muốn chúng ta nhìn lên Ngài. Trong những thất bại của chúng ta, Ngài chỉ nhìn thấy những đứa con cần giúp đỡ. Trong những khốn cùng của chúng ta, Ngài chỉ nhìn thấy những đứa con cần đến lòng thương xót của Ngài. Nó đúng. Ở đây chúng ta cứ nhìn thấy cái lỗi của ông Thomas, mà chúng ta không nhìn lên Chúa. Cũng giống như một thầy giáo, có nhiều giáo viên và ban giám hiệu xuống dự giờ, có cả phụ huynh, vì ông dạy toán giỏi lắm. Ông viết lên bảng 5 bài toán cộng cho lớp 1, lớp 2 đó. Ông viết 2 cộng 2, ở dưới ông giải đáp 4, 3 cộng 3, 6, 4 cộng 4, 8, 5 cộng 5, 10, 6 cộng 6, ông để 11. Ví dụ vậy, có 5 bài toán, có trong đó cái bài thứ 6 sai. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, ai cũng thấy. Tất cả đều nhau nhau lên nói, bài toán 6 cộng 6 bằng 12, sao thầy lại làm nhầm lẫn vậy? Ông cười và ông nói, có mấy bài trúng sao không ai thấy? Bật mắt lên là chỉ nhìn thấy cái sai. Con người chúng ta là vậy. Bật mắt lên là thấy điều đó không hợp ý mình. Mở mắt ra là thấy những gì mình không hài lòng. Thì ở đây, cứ mỗi Chủ nhật thứ hai phục sinh lại là đem cái chuyện ông Thomas ra, giống như để một phần nào đó hơi nhạo báng. Vì ông cứng tin. Nói cái câu đó, đâu phải một mình ông. Nhìn lại đi, trong đêm vọng phục sinh tôi nói, ai cũng có cục đá rất to là không có tin Chúa sống lại. Không ai hết, không ai tin là Chúa sống lại. Và như ông Thomas đi nữa, ông đòi cái chủ nghĩa gọi là, mình gọi là cái chủ nghĩa thực chứng. Mà sao ông tới 18 thế kỷ mới có triết gia người Pháp là Auguste Comte, sinh năm 1798, qua đời 1857. Ông này là người chủ xướng lập ra cái thuyết gọi là chủ nghĩa thực chứng. Cái gì có thực thì phải chứng minh được. Cho rằng phương pháp khoa học là cách thức tốt nhất để lý giải tất cả sự kiện liên can tới tự nhiên, xã hội, con người và nếu tôn giáo nữa. Ông hơi hàm hồ. Và ông cho rằng tri thức của mình xác thực thì nó bắt nguồn từ những kiểm nghiệm thực chất của khoa học. Cho nên ông Thomas đi trước. Sau này mười mấy thế kỷ mới có một triết gia người Pháp là Auguste Comte đi theo vết chân thôi. Và giữa 18 thế kỷ đó biết bao nhiêu người đi theo. Tôi thấy mấy bà đi ra mồ, có bà nào tin Chúa sống lại đâu. Bằng chứng là đi tìm xác chết để ướp, để sức thuốc thơm. Hai ông chạy ra mồ, ông Phêrô đi vô, ông Gioan đi vô, tin, nhưng mà hôm nay cửa vẫn đóng. Tin mà không thực hành được, bởi vì vẫn sợ. Hai lần nhấn mạnh trong bài tin mừng của Gioan, cửa vẫn đóng vì sợ người Do Thái. Như vậy là tin gì? Cho nên nếu nói, nếu ông Thomas về và nói với ông, chúng tôi thấy thầy rồi, thầy đứng đây nè. Ông ấy nhìn mấy cái cửa còn đóng, ông đâu tin. Ủa, thầy sống lại rồi, sao các ông còn sợ? Và ông không tin. Có lý của ông. Cho nên chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta đâu có tin. Hai ông đi trên đường đi Emmaus.
Hai ông này đã nghe những sự kiện nha, chứ không phải chưa nghe gì. Đã nghe người ta nói ông thầy sống lại rồi, cái mồ bỏ trống vân vân, cũng đâu tin. Cho nên mình trách ai bây giờ? Mình đừng trách ông Tô-ma. Mà qua ông Tô-ma mình nhìn thấy, giống như Đức Thánh Cha bảo, đừng nhìn những khuyết điểm, những cái thất bại của mình, mà hãy nhìn lên Chúa. Để thấy cái gì? Thấy lòng yêu thương của Chúa. Mà Chúa Nhật này gọi là Chúa Nhật của lòng thương xót của Chúa. Tôi thêm chữ của vô, bởi vì lòng thương xót Chúa là mình đi thương xót Chúa. Còn lòng thương xót của Chúa là Chúa dành cho mình. Mình đọc có khi nó nhanh quá, giống như tử đạo với tử vì đạo. Chắc không nên đọc tắt. Tử đạo là cái đạo đã chết, tử vì đạo là chết vì đạo. Mà mình cứ nói nhanh nhanh, mình bỏ bớt. Người đồng không đồng đạo với mình, họ sẽ hiểu sai. Tôi trở lại vấn đề, sao không nhìn thấy Chúa không bỏ bê ông Tô-ma? Rõ ràng, quý vị có để ý thấy điều gì không? Tôi đọc ở đây, Luca 15:47, nói về gì ai biết? Nói về có 99 con chiên mà lạc mất một con. Không vì 99 con kia bỏ luôn con đó, tại nó là thiểu số. Đâu có. Luca viết rất rõ, để 99 con kia trở một nơi nào đó an toàn, rồi đi tìm con chiên lạc. Thì ở đây hôm nay, nếu mình nhìn lên Chúa thì mình thấy không có ông Tô-ma nào, không có một ông cứng tin nào bị Chúa bỏ bê. Tôi dùng chữ bỏ bê, tôi không tìm được chữ gì khác. Và mỗi người chúng ta đều là một ông Tô-ma. Chúa đã không bỏ bê Tô-ma, Chúa đi tìm, thì Chúa cũng không bỏ bê mỗi người chúng ta. Sao mình không nhìn thấy cái đó để thấy cuộc đời đáng sống và hạnh phúc? Là vì Chúa không bao giờ chê bỏ, trách cứ, bỏ bê mình. Rõ ràng. Do đó, trong những thất bại của chúng ta, Chúa thì không nhìn thấy những thất bại, mà Chúa thấy đây là đứa con cần giúp đỡ. Đức Thánh Cha viết rất là hay. Ở trong những khốn cùng của chúng ta, Chúa đâu có khinh miệt. Chúa nhìn thấy những đứa con cần đến lòng thương xót của Ngài. Cho nên chúng ta thấy rất là vui và hình như cũng thấy buồn buồn. Vì sao? Chúa dở ẹt, không biết làm toán, không biết kế hoạch nữa chứ. Dựng nên hai người đầu tiên hết thì cả hai không vâng lời. Mình hiểu cái tội nguyên tổ theo nghĩa bóng. Rồi chọn 12 ông, cũng không biết chọn người. Chọn một ông phản, một ông chối bài bãi, một ông không tin. Mà không phải một ông, cả 11 ông không tin. Tôi tội nghiệp Chúa. Rồi Chúa lại không biết làm ăn theo phương diện về thương mại. Vì có một người thì bỏ nó đi cho rồi, để chăm lo cho mấy người kia. Số đông vẫn hơn, đa số thắng thiểu số mà. Ở đây không. Chúa đi tìm những thiểu số đặc biệt nhất, khốn cùng nhất, thất bại nhất, cứng lòng nhất, để Chúa đem về. Có cuộc đi tìm nào vĩ đại bằng cuộc đi tìm Phao-lô trên đường ông đang đi giết những tín hữu của Chúa không? Chúa đi tìm. Còn nhiều lắm. Có cuộc đi tìm nào rất ngoạn mục bằng cuộc Chúa đi tìm Francisco Assisi, Sartre de Foucault, vân vân. Chúa đi tìm từng người, Chúa đi tìm mỗi người ông bà đó. Đừng có chỉ nhìn thấy những tội lỗi thất bại của mình rồi cứ lăn quăng trong đó, cứ lẩn quẩn trong đó, mà hãy nhìn lên Chúa. Đức Thánh Cha nhắn rất đúng lúc để chúng ta hiểu. Rốt cuộc, không một đa số nào thắng trong mắt Chúa đâu. Chúa không cần đa số đó tốt rồi, được, an tâm. Nhưng những thiểu số còn lông nhông bê bối, Chúa đi tìm. Không một ông Tô-ma nào bị Chúa bỏ bê. Tôi lặp lại, ai cũng đáng kể trong ánh mắt của Chúa. Chúa vẫn còn ở đó mà. Và vì Chúa hứa,
Trong Matthew 28 câu 20, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên mình còn điều gì mà không an tâm để nhìn lên. Như vậy, mỗi lần Chúa đi tìm mình là Chúa muốn một điều duy nhất là gì? Mình gặp gỡ được Ngài. Mình gặp riêng với Ngài đó. Không có gặp chung trong một tập thể, mà cá biệt mình gặp được Chúa Giê-xu. Mà như bài hát mà chúng ta thường hát, gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Đúng. Nếu mình chưa gặp, cuộc đời nó cứ vậy hoài. Rồi nhiều khi mình cũng nản nữa. Hãy xin một ơn cho con gặp được Chúa Giê-xu đang đi tìm con. Đừng lẩn trốn. Và xin giúp lòng tin của con tin một điều thôi. Tin rằng Chúa Giê-xu đã chết nhưng đã sống lại. Và tin một điều nữa là mình là người có phúc. Là vì mình không có chứng nghiệm như Auguste Comte về mình không thấy Chúa Giê-xu lúc Ngài còn sống, cũng như không thấy những biến cố Ngài hiện ra nói chuyện ăn uống với các tông đồ. Mình đâu thấy. Nhưng nhờ đó mình được phúc. Vậy niềm tin vào Chúa Giê-xu phục sinh đích thực là gì? Là đi gặp được Chúa Giê-xu một cách nào đó. Mỗi người sẽ có cách. Và đi gặp được Chúa Giê-xu trong người khác. Nói về lòng tin, nói về Chúa sống lại, đó là loan báo tin mừng hết. Loan báo một cách đúng đắn nhất, đích thực nhất. Và khi mình loan báo như vậy thì mình đang chu toàn nhiệm vụ mà Chúa giao. Anh em hãy đi làm chứng về Thầy. Cho nên chúc mừng mọi người hôm nay, tất cả đều có phúc. Bởi vì tất cả chúng ta đều không thấy Chúa Giê-xu nhãn tiện, cũng không thấy sự kiện phục sinh nhãn tiện như các môn đệ. Nhưng chúng ta có phúc là vì xin đừng nhìn vào những yếu đuối, thất bại, lỗi lầm, khốn khổ của mình. Mà hãy nhìn lên Chúa. Chúa chỉ nhìn thấy một thiểu số rất nhỏ thất bại để đưa tay ra cứu. Cho nên đừng bao giờ nản lòng. Hồi tôi học tiếng Anh, ông thầy người Úc, ông thầy dòng á, ông ấy nói, ông đọc cái câu never say die. Tôi lặp lại đúng, never say die. Ông bảo tôi cố gắng dịch ra, tôi bảo đừng nói gì tới cái chết. Ông cho tôi số 0 to. Quý vị giỏi tiếng Anh hơn tôi nhiều. Rất nhiều người nói never give up. Nhưng cái gốc của tiếng Anh never say die, đừng bao giờ nản lòng. Nó dịch khác xa. Đó là cái câu mà mình nên tự nhủ chính mình. Có một đấng yêu thương mình, lúc nào cũng nhìn xuống, chỉ đợi mình nhìn lên thì tỏ lòng thương xót. Vậy sao mình không nhìn? Cả một ngày mình nhìn quanh nhiều hơn nhìn lên. Cả một ngày mình nhìn quanh hết người này đến sự kiện kia, rồi mình quên nhìn lên, hay nhắm mắt lại nhìn vào trong. Cho nên tôi thích ngắm mấy cái tượng tôn giáo của Á Châu hơn những bức tượng tôn giáo của Tây Phương. Bức tượng tôn giáo Tây Phương, kể cả tranh vẽ, đều để cho các nhân vật ngước mắt lên, nhìn lên cao. Nó hợp với người Tây Phương. Họ cần sự ngưỡng mộ. Còn người Á Châu cần sự thâm tình. Tượng nào của Á Châu cũng nhắm mắt lại, nhìn vào bên trong. Có lẽ tâm tình người Việt chúng ta cũng nên làm vậy. Nhắm mắt lại, nhìn vào bên trong. Tôi nói vậy chứ không phải lúc lái xe cái ông Hồng bảo nhắm mắt lại. Cho nên ca đoàn, có ca đoàn trẻ nào hát một bài nghe giật mình đó. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, hay không? Con biết tông vào ai? Biết tông vào thì chỉ có nhắm mắt mới tông thôi. Nó phát âm chữ TR không được đó mà. Chứ không phải là nó, ý nó là tông đâu. Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Chúc ngày Chủ nhật thứ hai
kính lòng thương xót của Chúa để mình hiểu được như lời nhắn của Đức Giáo Hoàng. Chúa luôn luôn đi tìm mình. Chúa không bỏ cái thiểu số đâu. Mà Chúa, mỗi thiểu số đều có giá trị trước mặt Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đứng, cùng nhau chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người lên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ trên sông lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đấng giàu lòng xót thương đã đem lại bình an, tin yêu và hy vọng cho tất cả những ai tin vào Ngài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lên những lời nguyện xin sau đây. Chúng ta hãy cầu xin cho các vị mục tử trong hội thánh cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Chúa, đồng thời giúp cho nhiều người lầm lỗi biết đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa là Cha nhân từ và giàu lòng thương xót. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần lay động lương tâm con người để họ biết nhạy bén trước những nhu cầu và đau khổ của anh chị em đồng loại, đồng thời biết sống đời tạ ơn cách cụ thể và xứng đáng, trở nên khí cụ lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban thêm nhân đức tin cho các tín hữu đang sống trong nghi ngại và củng cố đức tin cho những tâm hồn yếu đuối, để họ luôn vững tin bước đi trong đường lối của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban phúc bình an cho thế giới và xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta kín múc được sự bình an đó nhờ siêng năng tham dự các giờ kinh nguyện và thánh lễ, lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
cộng đoàn chúng con dâng lên Chúa, gia đình của một bé sẽ được nhận bí tích thanh tẩy sáng nay. Xin Chúa chúc lành cho gia đình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lại chúng con. Lạy Chúa, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy lòng thương xót vô biên và ơn cứu độ của Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con được luôn vững mạnh trong đời sống đức tin và giúp chúng con biết sống bác ái, bao dung, tha thứ, hầu có thể trở nên chứng nhân về lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ nơi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con dâng lên và đặc biệt là của những anh chị em tân tòng vừa lãnh nhận bí tích thanh tẩy tuần trước và những em nhỏ kể cả hôm nay. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thanh tẩy. Xin cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong những ngày cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người, con cái sự sáng được sinh ra để được sống muôn đời. Và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người, chúng con khỏi phải chết. Và trong sự sống lại của người,
chúng con được phục sinh. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dụng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương, cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spruxton của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến linh hồn Dominico, linh hồn Francisco Ferro Tử Nguyễn Tín và linh hồn Ferro William Bùi Đạt Vinh mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những vị đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cũng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em chúng con, những linh hồn chúng con dâng lễ dỗ, cầu nguyện cho hôm nay và thường xuyên. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Thanh Sạch Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế,
và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, được Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam lộ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa lớn làm nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
3 giờ chiều nay không có giờ chầu nhưng có thánh lễ Misa dâng kính lòng thương xót của Chúa. Kính mời quý ông bà dự. Thứ hai, Legio Mariae, lễ hội ACS vào tuần sau, Chủ nhật 18 tây tháng 4 sau thánh lễ. Ngoài ra, việc chỉ có số tiền quý ông bà dâng hiến cho đất thánh mỗi thứ sáu tuần thánh, mỗi năm một lần đó, năm nay cũng được 9.000 mấy, thường thường cỡ giống nhau. Rồi bê thui thì nó quảng đại hơn, tới 18.000 mấy nữa. Tại vì bê thui thì cho mình, còn đất thánh thì xa quá. Đây là câu chuyện ba người đàn ông đợi trong cái phòng của Bảo Sanh Viện. Ba ông ngồi đợi. Ba ông đều là ông Từ, giống như ông Khẩn hay là ông Bình Trà Cổ đây vậy đó, là ông Từ nhà thờ. Rất sốt sắng đang ngồi cầu xin Chúa cho mẹ tròn con vuông. Cô y tá ra bảo ông Nguyễn Văn A, đó là ông Từ, nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô, xin báo cho ông biết rất bình an mẹ tròn con vuông, nhưng bà sinh ra sinh đôi. Ông mới nhân danh Chúa tạ ơn Chúa, vì con phục vụ Thánh Phêrô và Phaolô cho nên Chúa thưởng hai đứa. Thế ông đi vô. Một chút xíu, cô y tá ra nói, dạ, xin ông Nguyễn Văn B, có tôi. Ông được ba đứa, bà sinh ba. Ông ơi, lạy Chúa, con phục vụ nhà thờ Thánh Gia Thất, có ba vị đó, cho nên con được ba đứa. Ông thứ ba xỉu cái rầm, là vì ông phục vụ nhà thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tới 117 vị lận, cho nên ông chết trước cho rồi. Xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ, lắng nghe lời chúng con khẩn cầu. Chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo. Đặc biệt, xin Chúa chúc lành cho tất cả những anh chị tân tòng và các em lãnh nhận bí tích. Chúng con lãnh nhận mình vào máu Thánh Chúa trong thánh lễ này là Đấng đã chết và đã sống lại vì chúng con. Xin ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong. Chúc quý ông bà anh chị em ra về bình an. Alleluia, alleluia. Tạ ơn Chúa, alleluia, alleluia. Cảm ơn và chúc một ngày mưa nhưng vui. Chúa đã quy tụ chúng con trong ngày.
Lạy Đức Thánh Trai Tin Đức Chúa Giêsu. Lạy Trai Tin Cực Thánh Cực Tình Đức Thánh Đức Bà Maria. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trong đời dòng chính. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.